Đây là hình ảnh của bé sau khi sửa xong Thì ở phần 1 mình có tháo hết toàn bộ các cái bộ phận trên cơ thể bé ra để sửa Thì tới phần này mình sẽ phải lắp ráp lại toàn bộ Và sửa thêm cho bé những cái chi tiết Như là mắt nè, mũi nè, rồi miệng Rồi sửa những cái vết thương nhỏ Đồng thời là mình sẽ phải custom lại một số cái chi tiết để bé trở nên hoàn hảo hơn riêng đối với cái bé này ấy, thì sửa nó rất là cực luôn á nhiều lúc mình không có cái hướng để mình sửa nó như thế nào tại vì mình không phải là thợ may chuyên nghiệp nữa thì đang ăn cơm tự dưng nghĩ ra một ý tưởng thế là mình dừng cái việc ăn của mình lại và mình đi sửa bé thì cũng rất may là sau khi làm xong mọi thứ thì bé cũng trở nên hoàn hảo và mình cũng làm cho bé thêm một cái khăn để bé có thể che đi cái vết thương ở cổ cái khăn này thì mình chọn cái màu đồng nhất với cái bên lai like quần mà mình đã sửa để trông bé nhìn cute hơn và hợp với cái thời tiết hà nội vào mùa thu hơn cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi hẹn cả nhà trong các video sau nha